Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Hôm nay lên sóng cho bác một em bộ cực khủng luôn các bác nhé. Bộ to cực khủng luôn, nhưng mà lên sóng để thanh lý cho các bác thôi. Em này nó bị mất một móng trỏ nhé các bác nhé, mất một móng trỏ luôn. Nhưng mà nói chung là chim rất là to các bác nhé. Đuôi lá vả chơi cực kỳ ok luôn. Bóng bộ này nói chung là chấm hết luôn. Một em họa mi quá là đẹp luôn các bác nhé. Lên sóng thanh lý cho các bác là giá em này là 1,5 triệu các bác nhé. Đây các bác có thể thấy là chim đầu mặt rất là đẹp luôn, bóng bộ to. Nói chung là chơi ok lắm các bạn, em này ấy. Chim quá đẹp luôn, thật sự em này quá đẹp luôn các bạn. Các bác có thể thấy là đầu mặt rất là đẹp các bác nhá. Lát nữa em nó sẽ quay mặt ra đây để các bác xem nha các bác nhá. Em này các bác ơi, em này là vẫn còn đầu gốc nhá, đầu gốc của móng các bác nhá. Nên là móng sẽ vẫn mọc lại được bình thường các bác ạ. Móng sẽ vẫn mọc lại bình thường được các bác nhá. Nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, chim căng đấu có xòe nha các bác nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm là nói chung là chim đẹp lắm các bác ạ. Đấy các bác thấy chưa? Cao cầu, bóng bộ đẹp. Mất một móng trỏ nhá. Bác nào mà cần xem cái móng trỏ của em nó ấy, thì em sẽ gửi qua hình ảnh qua Zalo cho các bác nhé. Hoặc là nếu mà tí nữa mà em chụp được cái hình ảnh của móng trỏ của nó thì em sẽ để lên cái góc của trái của màn hình nhé, góc trái góc phải của màn hình để các bác nhìn rõ nhé. Chim rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, đuôi rất là đẹp luôn, bóng bộ rất là đẹp các bác nhá. Nói chung là chim bộ rất là to luôn, nhìn rất là lực lưỡng các bác nhá, ngũ trường các bác nhá. Đuôi lá vả chơi cánh rất là tốt luôn, giọng diễn cũng rất là ok. Bên cạnh nhà em mình có cái nhà họ làm, họ mua phế liệu các bác. Thì thoảng họ cứ đập bùm 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 bùm, nhiều khi cũng bị ảnh hưởng ấy, khi con chim nó bị nhảy loạn các bác nhá, nó bị hoảng ấy. Nên các bác mà mua chim hoặc là những cái ngày nào mà nhà gia đình nhà mình mà có cái việc gì hay đấy thì các bác chú ý là để chim chỗ thật tĩnh nhá, tránh tình trạng cái việc của em nó bị hoảng. Hoặc là bên cạnh có xưởng tôn, xưởng gò hàn thì tránh những lúc đấy là treo chim ra, sợ nó sợ. Nếu mà có treo chim thì treo thi thoảng treo đây, bởi vì cho nó làm quen dần dần với những tiếng động đấy thì sau này mình treo chim nó không bị ảnh hưởng gì. À, các bác em xin phép dừng video tại đây nhá. Em sẽ quay em này khoảng tầm 5 phút các bác nhá. Chim thanh lý 1,5 triệu. Bác nào mà bồ kết thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá các bác nhá. Đầu mặt thì em này các bác khỏi phải nghĩ rồi. Nói chung là chim đẹp như tranh luôn. Đấy, rất là sung các bác nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau. Đấy, các bác thấy không? Nó đói, nó đòi ăn rồi. Em xin chào tất cả các bác. Em quay 5 phút thôi.